Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhắc Nẵng. Hiện tại kênh đang đứng ngay ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Thí và đường Hồ Tùng Mậu, trung tâm quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Từ vị trí này thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 200m thôi quý cô chú anh chị ạ. Phía trước màn hình đây là biển Nguyễn Tất Thành đây quý cô chú anh chị, rất là mát luôn. Nếu như quý cô chú anh chị đang có dòng tiền nhỉnh hơn 3 tỷ một xíu và đang mong muốn sở hữu một lô đất nằm ngay trên mặt tiền đường 5m5 lề 3m để thuận lợi vừa kinh doanh đầu tư, cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500m thôi quý cô chú anh chị ạ. Để thuận lợi đi tập thể dục và tắm biển mỗi buổi sáng. Thì video ngày hôm nay kênh xin thì quý gửi đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một lô đất nằm ngay trên mặt tiền đường Lê Thiệt để gửi đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn tham khảo ạ. Cách biển Nguyễn Tất Thành đúng 500m thôi quý cô chú anh chị ạ, đường 5m5 lề 3m. Xin mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn xem đất thực tế ạ. Đây là đường Nguyễn Thí đây quý cô chú anh chị. Rẽ vào là tới đường Lê Thiệt. Rất là gần Nguyễn Tất Thành luôn quý cô chú anh chị ạ. Cách biển Nguyễn Tất Thành đúng 500m. Đây là đường Lê Thiệt đây quý cô chú anh chị. Khu vực dân cư đông đúc. Đây là đường Lê Thiệt đây quý khán giả, nằm ngay trong khu dân cư hiện hữu đông dân, an ninh rất là tốt. Phía trước màn hình đây là lô đất đang chào bán đây quý khán giả. Lô đất này có tổng diện tích là 72m², chiều ngang 4m5, chiều dài 16m, pháp lý sổ hồng riêng chính chủ sẵn thể mua bán giao dịch trong ngày. Lên số nhà là 16 Lê Thiệt, đường 5m5 lề 3m, thông thoáng sạch đẹp, ngay trong khu dân cư hiện hữu, đất sạch sẽ không dính cống trụ, cạnh căn nhà 3 tầng đây quý khán giả. Khu dân cư đông đúc, từ vị trí lô đất thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500m, cách trung tâm hành chính quận Liên Chiểu khoảng 1km. Trong vòng bán kính 2km trở lại thì rất là nhiều tiện ích như là trường học, nhà hàng, khách sạn, chợ, bệnh viện và một số khu trung tâm giải trí bậc nhất nhì Đà Nẵng. Nếu như quý cô chú anh chị đang có cái dòng tiền nhỉnh hơn 3 tỷ một xíu và đang mong muốn sở hữu một lô đất để thuận lợi vừa ở vừa kinh doanh đầu tư, cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500m, rất thuận lợi để chúng ta đi tắm biển vào mỗi buổi sáng. Thì xin mời tất cả quý chú anh chị và các bạn tham khảo lô đất này ạ. Hiện tại lô đất này đang chào bán với giá là 3 tỷ 150 triệu, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng. Quý chú anh chị quan tâm mua đầu tư, mua ở hay giới thiệu bạn bè người thân thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thì hiện tại quý chú anh chị hãy cho một nút like và tới xuống đăng ký kênh để nhận thông tin nhà đất tại Đà Nẵng một cách nhanh chóng chính xác nhất. Xin cảm ơn ạ.